đâu à? Cô cho hỏi ở đây có quán cơm nào là ăn ngon nhất hả cô? Đây. Bên này ạ? À? Đây là quán cơm Thắng Đầu To đấy. Quán này tên là gì ạ? Quán cơm Thắng Đầu To. Thắng Đầu To ạ? À? Vâng. Đây để cháu sang ăn thử trưa nên xem như nào. Ngon nhất Lạng Sơn ạ? À? Vâng vâng. Ngày nào đây, cô này thì là thường xuyên là phải cơm đây. Vâng. Không ăn được cơm ở đâu. Bán ở đây phải đến hơn 30 năm rồi. Mến chào các bác, quý anh chị và các bạn theo dõi video mới ngày hôm nay. Hôm nay em Đức Anh, cháu Đức Anh tiếp tục làm series món ăn ngon tại thành phố Lạng Sơn. Hôm nay có một cái quán rất là đặc biệt, đó là chính là cái quán cơm Thắng Đầu To, nằm ở ngay cạnh của phố đi bộ Kỳ Lừa đấy ạ. Hiện tại thì đây, các bạn có thể thấy là rất nhiều đoàn khách đến đây để ăn cơm đấy. Đấy, khách vừa xuống xe đây. Quán này thì nếu mà không đến sớm thì gần như là không có chỗ ngồi vào buổi trưa. Quán cơm Thắng Đầu To, các món xào phòng lạnh đây, ở ngay ở ngoài vỉa hè này. Đấy, quý cô bác, quý anh chị và các bạn có thể thấy là rất đông đấy. Cái món này là món gì anh? Anh Hoàng tính chưa nào? Thịt ba chỉ rán lá bắc hợp. Công chuyện anh Hoàng chưa? Anh Hoàng uống gì không? Chín người một nhà bên hả? Đồ ăn ở đây rất là ngon nên mọi người đến đây rất là đông này. Anh Hoàng của anh Hoàng 330. Ghi rồi. Nào lấy cho chị ghi ấy. Em thấy cái món này nhà chị đắt hàng này nhờ. Cái đấy ngon em ạ. Hai một đĩa thịt nữa này. Lấy thêm một hai đĩa này. Nam ơi, lấy cho một cái dây nữa này. Nam ơi, chị bán đâu có cái hàng này chị. Nam ơi này, Nam. Đúng 11 giờ chị. Nam ơi này, Nam. Cái đấy 2 mâm. Hai một con à? Hai tay lên chị đi vào nào. Cho chồng nó lịch gì? Cái to này cũng được chứ. Không được, cái này cũng được. Cho điều rồi. Này mà chống cái này là chỉ dầu trứng. Này, Nam bên này. Cái này là ngồng cải chị? Ngồng cải. Vâng ạ. Ngon lắm ấy. Vâng. Cái đĩa thịt xiên này thì bao tiền một đĩa chị? Thịt xiên này là tùy từng đĩa khách ấy em. Vâng. Hai người thì chị lấy ít mà. Vâng. Ba người thì lấy vừa đủ lượng ấy em. Dạ vâng. Hàng áng đấy cho người ta đủ ăn em ạ. Vâng. Không cố định ấy. Vâng. Trung bình là khoảng bao nhiêu tiền một người chị nhỉ? Trung bình tùy từng gọi theo món em ạ, nhưng mà 50-60 nghìn một suất là cũng đủ để ngon rồi em ạ. Chị một đĩa rau mấy người ăn? Cho đầy ạ. Ủa chị không hay chờ đi, tí nữa đến rồi chị. Chị lấy đi em nhầm hết. 50 nghìn một người. Nếu mà cũng là tùy theo món ăn. Ăn nào thì món ăn đó. Em thấy mọi người lên đây là hay ăn món vịt quay Lạng Sơn đấy chị ạ. Nhỉ? Em lấy 4 đĩa chị đi. 4 đĩa đặc sản. Chị gọi chưa? Khách đến đây mà ăn gọi không nhanh là hết. Chị không đi vào trong cổ chưa? Món ngồng cải ra cái đã hết luôn rồi các bạn. Nhìn chị chủ quán ở đây cũng xinh đẹp nên là mọi người cũng thích ăn ở quán này. Ở đây là đồ ăn rất là tươi ngon, mà làm đâu gần như là chị bán chỉ trong ngày thôi. Thì chỉ một tí thôi là không còn đồ để bán luôn. Chị bình tĩnh chờ tí. Chị Hương ghi rồi gì, ghi vào sổ chưa chị Hương? Chưa ghi đâu. Chưa ghi, chờ em ghi rồi. Đấy, quý cô bác, quý chị và các bạn có thể thấy là khách phải xếp hàng ở ngoài để gọi đồ ăn đấy ạ. Khách còn đi tự lấy đồ. Đây món cá kho. Hoa tên là Hải nhá. Món cá kho gì? Rất ngon luôn. Nó thịt mỡ, phải là thịt miếng thịt mỡ to. Ngày nào chị không ăn ạ? Ôi. Thế là chị thích ăn cá rồi. Thịt mỡ
lên được chưa? Nhanh. Là xào quả mắc mật. Cái này là thịt xào gì hả chị? Thịt xào quả mắc mật. Quả mắc mật tươi. Đây là mắc mật tươi cho em này. Vâng. Còn nơi thì vâng, sẽ là thịt rang với lá, nhưng đây là thịt xào với quả. Thịt xào với lại quả mắc mật các bạn nhé. Đây là quả. Để em ghi đã. Vâng. Đây là mướp đắng nhiều thịt. Vâng. Đây các bạn có thể thấy là không thể thiếu được món vịt quay nhá. Đấy. Vịt quay Lạng Sơn là đặc sản. Rất nhiều món nhá. Nó chuẩn đúng ra đúng đính ấy. Đây, vịt đông này. Đấy. Rồi tôm rang. Cái này là khi vào cắt thì chị Bảo chị anh ngồi bàn nào chưa? Đây. Ấy bò thịt... xào tỏi này là khi nào cắt ăn thì chị mới xào. Kia là ba chỉ cuốn lá mắc mật. Đấy là để sẵn đấy để mọi người là ăn là ấy thôi đúng không? Chiên thôi đúng không? Lấy gì đấy con? Đấy rất nhiều món nhá. Món khoai tây xào cũng có. Dưa lòng lợn cũng có. Rồi thịt bò. Ở đây còn có cả cái món chân gà này. Cái món chân gà này gọi là chân gà gì ạ? Chân gà chua cay. Nam ơi, mấy đĩa thịt cao ở chỗ cô em đi trước đi này. Có cải này, cải dưa. Đấy, lạp xưởng cũng có. Cá mắm. Chưa, cái món này là món gì? Món gì? Chám đen. Chám đen à? Nấu. Tức là phải là thịt xào chám đen chứ? Quả chám. Vâng. Em thấy cái món thịt ba chỉ nướng lá mắc mật này đắt hàng này nhỉ? Vâng, kẻ món cá kia nữa. Năm em chặt cho kìa. Vâng. Chặt nhanh nhưng mà rất là đều luôn. Chết dài. Quay này có đắt hàng không chị? Đắt hàng hay em ạ? Cái ba chỉ này phải đi chợ từ sớm mới có ba chỉ em ạ. Mỗi ngày thì chị quay khoảng bao nhiêu cân thịt ba chỉ? Mỗi một ngày á, chỗ này phải đến tầm 20 miếng to này. Ôi chào mấy to đấy. Ủa chị em ơi, em sắp ra hải cơ mà. Chị cứ lấy với tới đến lúc nhầm hết rồi. Chị ơi. Đấy, mọi người có thể thấy là bán hàng lộc tùy người các bạn nhá. Con anh của chị đấy là 120 là 150. Canh nữa, 170 chị ơi. Này đâu cho em đi khay. Cá kho trao rau xào. Lan ra của Lan đâu? Đấy đây là của nhà Vân Anh ấy. Bò cá, cá kho trao, rau xào, bò xào. Như cái này là suất của mấy người đấy ạ? Cá với bò. Suất 5 người ạ. Vâng. Đây là họ mới gọi chưa đủ đây đúng không? Vâng. À đây, bên này nữa, đây là. Vâng. Đây. Đây là cái món thịt trao đấy đúng không? Vâng, thịt là bằng ba chỉ ạ? Vâng ạ. À, cô bê đi. Được cà này, được cà này. Thấy đầu bếp mang vào liên tục. Chế mấy khay hết đồ này xong thì mình có bổ sung thêm luôn không chị? Vâng. Cháu xin phép cô chú một tí nhá. Cô chú đi du lịch lên đây hay là người ở đây ạ? À? Người ở đây. Người ở đây ạ? Thường xuyên cơm ở đây. Thế ạ? À? Nghĩa là ngày nào đấy, cô này, cô này thì là thường xuyên là phải cơm đây. Vâng. Còn không ăn được cơm ở đâu? Ở cái quán Thắng Đầu To này thì cô thích nhất là món nào? Món nào cô cũng thích, cô đổi món. Thế ạ? À? Vâng.
ngon mà rau luộc thì nó khô thì thay thích luôn. Thế là cô là khách ruột rồi còn gì nữa. Rồi, à. Thế này thì phải bảo chủ quán ở đây ưu tiên, phải có suất ưu tiên như à, đúng không? Phải ưu tiên. Kể cả những người làm cũng đạo ưu tiên. Vâng. Gọi 3 món này cho tôi. Dạ vâng. Thôi chào chúc các cô ngon miệng nhá. Vâng. 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 Vâng, con đến đây nhưng mà con không thấy ghi là tên quán là ghi là Thắng Đầu To, nhưng mà không biết là Thắng Đầu To là ai hả bà? Là hai vợ chồng tôi đây. À thế ạ. Tức là trước là ông Thắng là lái xe cho sở thương nghiệp. Dạ vâng. Tôi thì cũng làm ở bên thương nghiệp. Vâng. Thì hai vợ chồng già nhưng mà về hưu rồi thì mới mở cái quán này làm dạ, thêm. Dạ. Thì bây giờ giao cho là con dâu con gái rồi. Dạ vâng. Giao cho con dâu là Hậu đây. Vâng. Hậu với lại cháu trai là An. Vâng. Giao cho hai vợ chồng cháu. Dạ. Con gái với lại con dâu là hai vợ chồng cháu làm thế, chúng tôi chỉ là phụ thôi. Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ là những cái việc nhẹ nhẹ thì chúng tôi làm. Vâng. Coi như là ông bà bây giờ chỉ giúp cái phần nhẹ giúp cái phần nhẹ nhẹ thôi. Còn vâng, cái công việc chính thì là con dâu với con gái làm. Dạ vâng. Vâng. Cháu thấy quán nhà mình đông khách quá. Vâng. Ôi dồi ôi, hôm qua con mở hàng ấy con không cho chỗ ngồi gì. Vâng. Là sang cả bên kia bên này ngồi không có chỗ nào mà ngồi nữa cả. Vâng. Vừa nãy cháu gọi điện cho chị bảo là lên nhanh, không là không có chỗ mà ngồi ấy. Đúng đấy. Ngồi đây hết rồi, các chỗ mà. Vâng. Bây giờ toàn những khách đặt cơm thôi. Dạ vâng. Đặt ở lên trên gác ngồi. Con thấy là khách du lịch mà khi mà đến với lại Lạng Sơn ấy, vâng, thì là mọi người hay ăn cơm với vịt. Vâng. Mà cơm thì lại quán này thì con thấy lại là đông nhất rồi. Thì vâng. Cái này ấy thì mình làm đây ấy thì nói thật ra là mình cũng theo là viết nhiều là khách hàng ấy, người ta yêu cầu cái gì mình cũng làm. Vâng. Có nghĩa là ăn món gì là đều đặt đều có hết cả. Dạ vâng. Chứ không phải là riêng bảo là mình cứ bày ra cái nào ngon thì mình bày ra đây, khách hàng ở đây thì là vâng, Tết này là làm thêm này, thịt đông này, giò xào này, rồi là khâu nhục này, vâng, rồi lạp sườn này. Vâng. Khách đặt đông lắm ngày Tết đấy. Vâng. Không có rồi. Vâng. Nem này đấy, nhưng mà những ngày thường này cũng đều có cả ấy. Vâng. Ừ. Cái món mà khách ăn mà thấy bà thấy bán nhiều nhất ở quán mình là món gì? Món ở đây là món thịt đông. Vâng. Lạp sườn. Vâng. Với thịt xào bắc mặt này. Vâng. Thịt chân giò kho. Vâng. Vịt quay. Vâng. Đấy, những cái món này là thích ăn. Vâng. Ở đây mình quay ba chỉ. Vâng. Chứ mình không quay con kia đâu. Dạ vâng. Thế ba chỉ là mình đi mua là phải chọn thật ngon vào. Vâng. Tính ra cái miếng là mình cắt vuông vắn thế này này. Vâng vâng. Xung quanh này là nó kiểu như là nó tề hết đi. Vâng vâng. Không mang về mình mới châm trao. Vâng. Trao lên để bán. Đắt hàng lắm, ngày vâng, bán. Đúng không, con nhìn thấy cả cái gì nhỉ, cái thịt là móc mặt à? À, đấy thịt con thấy lá. Rồi, giá liên tục. Thì con lá đấy, ngày vâng, nào cũng vâng, con thì đấy chỉ làm thủ công thôi. Vâng. Chứ không làm máy được. Dạ nhưng vâng. Cái ngày thì được cuốn lá là lấy cái lá của nó phải chọn lá. Vâng. Cái lá của nó là vừa ấy cắt ra xong rồi. Thái thịt thì cũng phải biết thái. Dạ mua vâng, thịt phải ngon mới được. Vâng vâng. Thì nó mới thành. Chứ không phải là mua cái thịt cứ bảo cuốn cái lá vào rồi mua cái thịt lung tung về không thành đâu. Dạ vâng. Thế nên là cứ bảo ngon là ngon ở cái chỗ là mình biết mua ấy. Vâng, thì vâng, mới vâng, ngon vâng, được. Chọn lúc nào nhà này cũng phải chọn số 1 ấy. Dạ vâng. Ừ. Cho nên các bà này không ấy thì cứ ra ngoài chợ hỏi xem vâng, quán nhà bà Thắng này mua bán như thế nào thì biết. Dạ vâng. Ừ. Cho nên là lúc nào cũng cái gì cũng phải số 1 luôn. Vâng, vâng. Từ cái lá, từ cái thịt, từ cái quả này cũng thế. Dạ. Ừ. Dạ vâng. Bảo quản là phải ngon lành mới được. Vâng vâng. Cứ hơi riêng cái khâu mình cứ bảo mình làm ngon, cái khâu mua không ngon thì làm cũng không ngon. Dạ vâng. À. Cương có cào không? Cương có cào à? Đây là Phi nhá, Phi đi. Phi. Đây phải bỏ ngón này ra.
À đây còn phía cả bên quán là bên cái cửa hàng nhà ăn ở bên cạnh ấy nữa. Nhà anh chị đây là có hai nhà. Đấy. Đây khách đang chờ đây. Ủa, đang live stream, đang trực tiếp live stream truyền hình trực tiếp. Ở trên này bao nhiêu người đang chờ đây, rất nhiều các anh chị đang chờ cơm đấy. Đông thế rồi vẫn cần hình ảnh đấy. Đâu các cháu ơi, đấy quý cô bác quý anh chị và các bạn có thể thấy là đến quán cơm anh Thắng Đầu To, phải nói là mọi người đến đây còn phải xếp hàng chờ cơm đấy ạ. Anh thường xuyên là anh đưa các khách thượng đế của anh là vào đây để dùng bữa cơm trưa. Anh cảm nhận là lên Lạng Sơn là khách cũng như anh, là anh có thể là dùng cái vịt quay Lạng Sơn này là đặc sản. Thứ hai là món kho nhục. Thứ ba nữa là lợn quay. Đấy, lên đây kiểu gì của anh phải dùng cái đồ đấy. Vâng, chúc các anh chị ăn ngon miệng nhá. Ok, ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Đây, đây nào. Em chào các chị nhá, chúc các chị ăn ngon miệng nhá. Vâng. À, các chị có hay ăn ở quán cơm anh Thắng này không? Hôm nay các chị mới ăn ở đây như các bạn giới thiệu đây ăn ngon. Dạ vâng. Hôm nay các chị mới được vào đây ăn là hôm đầu tiên. Vâng. Đây là lần đầu tiên chị ăn. Vâng. Dạ, được các bạn ở đây ở Lạng Sơn giới thiệu hay ở chỗ khác giới thiệu? Ở thành phố ở dưới Bắc Giang người ta lên đây ăn người ta giới thiệu. Vâng. Thế là chị đã thưởng thức thấy ngon nhất là món gì ở quán anh Thắng rồi? Ở đây có món vịt quay này. Vâng. Câu nhục này. Đây cả nói chung là các món nấu ở đây ngon, rau luộc, rau xào đều ngon. Dạ. Món gì cũng ngon. Vâng. Thế là các cô có hay ăn ở đây không? Có. Vâng. Khách của à khách ruột đấy ạ. Khách ruột của quán luôn đấy ạ. Vâng. Thế là mình đang chờ món ăn đấy ạ cô? Yeah, Happy New Year. Yeah. Đấy, hiện tại khách vẫn tiếp tục đến cửa hàng nhà hàng anh Thắng. Còn phải chờ xếp hàng này. Bọn mình muốn ăn thì cũng phải chờ chứ không phải là có cơm luôn được các bạn nhé. Đẩy rau. Đang lên. Bốn mâm ăn cái gì nhiều cái tờ giấy bốn mâm đâu? Vịt quay, không nhục, rau luộc, rau xào, những cái gì đấy luôn. Hai trăm anh em. Đây lấy bốn đĩa dưa nhá. Này nếu mà mình tính những cái lượng khách hàng ngày thì có tính được khoảng bao nhiêu người ạ? Khó nhỉ. Vâng. Từ nhiều hôm đông đấy. Như cái mùa đầu năm này thì không đếm nổi. Không đếm nổi luôn. Vâng. Hả? Ừ, cho trứng đi, cho trứng đi. Chị Âu ơi, em hỏi nhá, cái thời gian bán hàng nhà mình bây giờ là hàng ngày là bán như nào chị nhỉ? Nhà chị là từ khoảng 10 giờ bắt đầu có đồ. Vâng. Bán thông suốt cả ngày. Suốt cho tới tối luôn ạ? À? Cho tới 21 giờ tối. À, vâng. Nhưng mà đông nhất là trung bình khoảng từ 11 rưỡi. Vâng. Mỗi một ngày mình có bán đến hết một tạ gạo không chị? Tới. Vâng. Ghi trứng mà nhá. Bốn mâm cho ngồi đâu rồi? Ăn cái này thì hơi lăng lăng đắng nhưng mà chấm với trứng xì dầu thì rất là ngọt, thơm. Vịt là ngọt. Rau luộc phải không? Rau luộc kia mấy bốn đĩa thôi. Rau xào nữa là bốn đĩa. Rau xào em lấy. Lấy đâu mà chẳng tham ăn nhà cơm cho hai đĩa nhiều không? Đĩa sau ít hơn đĩa trước. Mùa này là khách du lịch nhiều chứ chị Hồng. Nhưng mà đĩa này khách là đầu năm đi lễ. Chặt đầy mấy nhá. Đặc biệt là tháng riêng. Đúng rồi, tháng riêng. Mấy hôm nữa là hội
hội nhà anh em này, hội Bắc Nha thứ là cũng đông đúng rồi nhỉ? Hội to nhất là từ 22 tới 27 em ạ. Vâng ạ. Một bên trả tiền chưa? Đây là cái món đĩa vịt quay này, rất là ngon luôn này, vịt quay Lạng Sơn này. Như đĩa vịt quay này mình sẽ bán như nào vậy ạ? Nếu như khách mua về mà cả con mình bán như nào chị? À, bán ở đây ăn là 180.000 đĩa đấy em ạ. À vâng. Đấy là nửa con thôi. Còn mang về thì không mất tiền phục vụ thì bán 260 một con thôi. À vâng. Vừa rồi mình đã quay một số những cái món ăn trong khu gian bếp này của nhà anh Thắng nhá. Vâng, đây là địa chỉ mà quý cô bác, quý anh chị và các bạn khi đến thành phố Lạng Sơn thì có thể ăn cơm, các món xào tại nhà anh Thắng Đầu To nhé. Địa chỉ tại số 29 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. À, cô cho hỏi là cô làm ở quán này bao nhiêu lâu rồi? Năm nay là thứ 11. Thứ 11 rồi? À, thế là lâu rồi chứ nhỉ? Vâng. Hình như là chị được giao phụ trách nấu cơm hay sao đúng không? Không, không phải chị nấu. Dạ. Chị em hỏi là cái gạo này mình sử dụng gạo gì vậy ạ? Tức là gạo tám thơm trộn với lại bao thai. Đấy, chờ đây, mãi thì cuối cùng là cũng đến rồi. Được lúc phải ăn rồi. Chị cho em cả canh nữa chị nhé. Đây là vừa rau xào vừa rau luộc. Rau luộc thì phải chấm với xì dầu trứng. Đấy. Đấy, xì dầu trứng nhá. Vâng ạ. Cho em canh nữa chị nhé. Là cái món thịt chiên lá mốc mật này ngon. Thịt ba chỉ cuốn lá mốc mật. Vâng. Đây là mắm với lại nước chấm vịt à? Ừ. Mắm với lại xì dầu tỏi ớt thôi. Để chấm với rau luộc, rau cải này chấm rau luộc ngon. Đây là đặc biệt nữa các bạn ạ, mà không ở đâu có. Tức là thịt ba chỉ xào với lại quả mắc mật tươi. Đấy. Có những chỗ thì không có quả mắc mật tươi thì họ sẽ xào với lá mắc mật. Đấy. Rang với lá mắc mật hoặc là nướng với lá mắc mật. Nhưng đây lại xào với quả mắc mật tươi, mà quả mắc mật tươi là theo mùa mới có. Thì chuẩn bị cũng hết mùa quả mắc mật tươi rồi đấy. Đấy, còn đây là dưa chua muối và cái gì kia? Cái này là củ cay. Củ cay ạ? Củ cay nhưng mà vẫn làm từ cuộn cải đúng chị? Không phải, cái đấy ở Trung Quốc cũng có. Đó là củ cải ấy, củ cay ấy. Vâng. Ở Việt Nam mình không làm được à? Không, Việt Nam không có. Ồ, hay nhỉ. Đây là mình chờ cho đủ món rồi mình ăn một thể các bạn ạ. Gần đủ rồi đấy. Dạ, rồi. Đấy, thịt kho nhục được các bạn nhá. Vâng, chị đây. Đấy, đây là cái món vịt quay Lạng Sơn đây. Đây vịt rồi. Quay lá mốc mật Lạng Sơn đấy. Quán rất là đông luôn, chờ một lúc lâu thì bắt đầu là có bàn để ngồi. Đây thì ba anh em mình là gọi một mâm cơm có giá là 150.000 một người, trung bình là 150.000 một người các bạn ạ. Đây thì các món anh em mình gọi đây. Đây các bạn ạ, đầu tiên thì vịt quay Lạng Sơn là món không thể thiếu. Đấy, vịt quay lá mắc mật, quay lu. Bên cạnh đây là thịt kho nhục hay là khâu nhục hay là khẩu nhục. Đây là nhiều nơi, nhiều người gọi khác nhau ấy. Đây là ba chỉ quay này. Đấy, mình không gọi thịt lợn quay bởi vì là đã có ba chỉ quay với vịt quay rồi nên mình chỉ gọi là ba chỉ quay chảo này thôi. Một món mà không thể bỏ qua được khi lên đây đấy là thịt ba chỉ xào với lại quả mắc mật tươi. Mà các bạn biết là quả mắc mật tươi là nó theo mùa. Nhưng mùa này là cũng chuẩn bị hết quả mắc mật tươi rồi đấy. Đấy, còn tiếp đến là nạp xưởng Lạng Sơn. Khác hoàn toàn so với nạp xưởng mà mình hay ăn ở Hà Nội hay Sài Gòn là những nạp xưởng que nhỏ và đỏ. Đúng rồi. Còn đây là nạp xưởng là người ta làm bằng cái gừng núi ấy. Yeah. À đúng rồi, gừng núi, nhưng đâm ra nó rất là thơm. Đấy. Bên trong thì có nhiều nhân thịt mỡ đấy. Đây nữa các bạn ạ, đây là ba chỉ cuốn lá mắc mật sau đó thì rán. Đấy, ngoài ra thì thêm canh và rau. À nói về rau thì các bạn ạ, đây là cái rau này là rau cải chua cay. Đấy, hay là gọi là cải cay. Và cái rau này ở Việt Nam mình không có. Mà cái này là chị phải nhập từ bên Trung Quốc. Ừ. À.
còn trong này có tỏi với ớt chua chua cay cay. Anh thấy lạ là cái mâm của anh em mình lại có hai món rau cải. Tức là rau đây là rau xào, còn cái rau cải là luộc để okay. chấm với lại trứng trứng xì dầu. Trứng ma gì, trứng xì dầu. Thôi, chiến đấu thôi cho nó ấy, okay, đói quá rồi, 1 giờ rồi các bạn ạ. Đây đây. Chén luôn, đói quá rồi. Thịt kho với lại quả móc mật. Nó hơi có vị ngọt ngọt nhỉ. Nó cái thơm vị móc mật, thơm của cái quả móc mật. Vừa nãy ngồi thế bà mà vợ của ông Thắng ấy là bà ấy là làm bằng thủ công luôn ấy. Bà ngồi bà phải bóc bằng tay từng quả móc mật này để lấy cái quả này để nấu với lại thịt đấy. Thử mà thử cái kho nhục. Thịt kho nhục này đi này. Bọn nhau làm một miếng đi. Ăn thịt kho nhục này là phải lấy cả cái phần có mỡ này ăn. Nhưng mà anh đang không hiểu là tại sao mà gọi là thịt kho nhục nhỉ? Cái này thì em thực ra là em cũng không rõ về tại sao lại gọi là thịt kho nhục hay không nhục hay khẩu nhục. Nhưng mà món này là nó cũng là món của người dân Trung Quốc. Tuyệt. Không có lý gì mà quán cơm đây gọi là đông như thế. Đúng rồi. Đông không phải là đông cũng do ngày, mà là ngày nào cũng đông như vậy. Một phần là người dân truyền miệng và kiểu tò mò người ta tìm tới. Nhưng đích thị thì quán cơm đây họ làm rất là sạch sẽ. Và vị thì ngon vừa. Nhưng mình ăn thì mình chưa chê được cái món gì ở đây. Thực ra là bây giờ mọi người ấy là đi ăn ở động thế lên mạng xã hội search quán ăn ngon là ngon là biết ngay. Đấy, cứ quán ăn nào ngon đông khách. Mà dân người Việt mình thế thôi. Là đi ăn hay là cứ quán nào đông khách thì lại mọi người phi vào. Chứ quán có khi là ít khách thì lại ít vào hơn. Đấy. Mà nói là quán này là ngon đấy. Đấy, quý cô bác, quý anh chị và các bạn có thể thấy là quán cơm rất nhiều khách đến ăn đấy nhá. Bây giờ mọi người ăn xong bắt đầu là mọi người ra về đấy. Khách đến đây còn tranh nhau chỗ, không có chỗ mà ngồi ấy. Vâng, vừa rồi em Đức Anh, cháu Đức Anh đã giới thiệu quán cơm anh Thắng Đầu To tại khu vực 29 phố Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Khi cô bác, quý anh chị và các bạn đến với Lạng Sơn thì có thể qua cái quán cơm anh Thắng Đầu To để thưởng thức món cơm ở đây nhá. Đây là quán ngon nhất ở Lạng Sơn rồi ạ. Vâng, rất mong được quý cô bác, quý anh chị và các bạn ủng hộ kênh. Video đây thì cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác, quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.